Chào các bạn. Hôm nay tôi đến tôi quay lại cái cây xanh mà hôm qua ghép. Quay lại cho các bạn nhìn và tôi sẽ giải thích cho các bạn những cái điểm mà hôm qua làm và kết quả của ngày hôm nay trông thành phẩm như thế nào. Tôi quay một vòng cho các bạn nhìn nha. Cái dòng cây rất dễ sống và sống dai, một cành khi cắt xuống và dâm là nó sẽ có thể là đâm dễ nảy mầm được. Cho nên cái việc mà ở ngoài Bắc này, cái cây xanh ấy, nó là một cây chủ lực của các ngành nghệ thuật. Xu thế bây giờ ấy, là một số cây chưa được như ý thì anh em người ta sẽ ghép thêm các cái bộ phận khác cùng chất tương đương tuổi để được một cây như ý. Đó, cây này là hôm qua tôi đã quay cả từng phần thao tác làm, thì hôm nay đây là cây thành phẩm, thì tôi sẽ chỉ cho các bạn mà cái cách và các vị trí mà anh em làm và kết quả như nào. Các bạn tưởng tượng nhé, đây là mặt chính này. Ban đầu á, thì cây này nó chỉ có một phần thân này thôi, đây một phần thân trực đó, và cái phần rễ nó có hai cái đoạn rễ từ đây ăn xuống. Thế thì là anh em triển khai nhỉ, thứ nhất là anh em cắt bóc hai cái phần rễ đi. Khi bóc hai phần rễ đi thì cái phần này trống, thì anh em lại ghép cái phần rễ vào, ghép một đoạn rễ vào. Đây, cái điểm ghép này, các bạn nhìn này, tôi zoom to để các bạn nhìn cho dễ. Đó, đây là cái điểm này, chính là cái điểm ghép này. Anh em đục cái phần, một cái phần thân ra và ghép cái cả cái vùng rễ này. Đây, cả cái vùng rễ này là cái vùng ghép. Đây, cái còn vị trí này chính là cái vị trí mà anh em đục ra để đẩy ghép cái phần rễ vào, tạo thành cái vùng rễ mới. Đó, đây là một này, thì kết quả được một cái vùng bệ rễ như này, đều đẹp